Mưu đồ bá đạo bá dương, tăng băng động đất, tăng cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim. Nước trong cộng hiện giờ á, cái bản đồ là hình con gà đó, lôi nó đau tim. Bây giờ Tập Nhấn Bình đang đau tim, đánh thì cũng chết, mà không đánh thì cũng không được đó. Thì đó là Tập Nhấn Bình, hình gà lôi nó đau tim, mất đầu bất đích là chìm Đông Kinh. Nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba. Nghĩa là nó sẽ vừa có chiến tranh thứ ba, phải không? Hồi xưa giờ sư phụ nói trong 5 năm này chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra từ Trung Đông rồi nó lan qua tới Biển Đông. Thì bây giờ cũng thấy nó lan rồi đó, không? Nó lan từ cái thằng Iran, bữa nay bắt đầu Iran cũng bắt đầu đánh rồi đó. Từ giờ Thái bữa nay bỏ bom vô cái tòa lãnh sự gì của Iran rồi đó. Ukraine với Nga là Nga coi như là bị xa lầy, Nga sẽ bị giống như là điêu tàn. Kế đó do Thái với Hamas, rồi xong cái Ebola là cái vùng biển mà hắc hải á, rồi bây giờ nó lan qua tới Iran, rồi bây giờ lan qua Trung Đông cùng một lúc. Hồi xưa phụ nói là mọi thứ đi đồng bộ á, cả chúng ta cũng nằm trong cái định luật của vũ trụ của đồng bộ, không biết không? Yin and Yang mà, không thấy cái hình yin and yang trắng hay đen không, nó có lật ra giống cái đồng tiền á, cũng là một đồng tiền nhưng mà lật qua lật lại giống y như bàn tay của chúng ta, giống như bộ mặt của chúng ta, lúc thì chúng ta hiền, lúc thì chúng ta dữ. Cho nên chúng ta phải tu, lúc về tâm á thì thương sư phụ, lúc thì cái tâm á ghét sư phụ, có đó. Rồi lúc á thì thương cha thương mẹ, thích đọc kinh mẫu, lúc á thì không thích. Cái tâm chúng ta nó chập chờn nhiều màu nhiều sắc như vậy, nên sư phụ phải dạy hoài mấy đệ tử á là phải giữ vững lòng tin, phải lên núi và đọc kinh của mẹ thôi. Kinh Địa Thiên Tâm, đứa nào không đọc kinh Thiên Tâm á là từ từ xa sư phụ là có thiệt á. Những đứa nào mà không lên núi đọc kinh là từ từ nó không có điển thanh á. Chúng ta gần nhau là có cái connection điển thanh. Còn mà những đứa mà nó học khác ngoài cái những gì sư phụ đã chỉ dạy á, không có điển thanh, mong cầu á. Mất tên trên cõi ta bà hư danh, tức là nước nào sẽ không còn cường quốc, nó y như nước Nga vậy đó. Ba đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Nhật Hàn nó dạ hả hơi, lúc đó nước Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ đó súng lại với Úc nữa, đập cho chú Uẩn nè. Nam Hàn này đập Bắc Hàn chú Uẩn, rồi Ấn Độ với Úc với Nhật với Nam Hàn đập chú Xì Dầu. Nam Hàn no dạ hả hey, Mỹ thâu lợi phẩm, no nơi phong thần, tức là cuối cùng nước Mỹ sẽ thắng hết. Tại vì trên nói mà, thần tự do sẽ lo tất cả mà. Tiên tri mấy vị đã nói rõ hết, chẳng qua là người đời không có hiểu về của núi mình á, không có hiểu về những gì sư phụ nói, họ lơ là đó. Chứ còn góp lại câu từ bài là các con đều biết hết. Chuyện gì sắp xảy ra các con làm nhà tiên tri cũng được á. Nếu mà đứa nào mà nghe hết cái clip này sẽ là clip 289, nghe hết, nhưng mà nghe thì nó nhiều quá, cái mình lấy cái khúc nào mà quan trọng thôi rồi làm lại một cái playlist, sau này á sẽ kết lại thành một cuốn sách cho nhân loại đọc, để họ chiếu theo ngày và giờ những gì sư phụ nói. Thì từ đó lúc đó cái đạo Thiên Tâm nó mới hiểu là có con trời thiệt. Hiện giờ mà chỉ có ai biết có con trời ngồi đây đâu, không ai biết á. Mỹ thâu lợi phẩm, nó nơi phong thần, kỳ nhì tái diễn phong dân. Thì giờ mình đang kỳ nhì. Ngày xưa Cơ Xương á, với Khương Tử Nha, Khương Tử Nha là đức thầy, Cơ Xương là sư phụ. Thời đó nó cũng y như vậy, cũng thời ma quỷ. Rồi Trụ Dương này mê đắc kỷ phải không, rồi làm loạn, làm dân khổ, dân đói. Thì từ đó Cơ Xương á mới khai chiến, mới lập lên nhà Châu. Thì hôm nay cũng vậy nè, kỳ nhì, tức là mình sẽ có phong thần hai. Những người hôm nay á mà là không đúng sẽ không được phong thần, mà cũng sẽ ấy. Thí dụ những người về tâm linh mà hộ sư phụ cũng sẽ được gia phong thần. Mà nếu mà là không đúng
cũng sẽ bị cha trừng trị rất là nặng. Trên có nói sư phụ, khi mà mình ra trận mình đánh cũng giống như Mỹ mà bỏ quân xuống mà đánh Bin Laden vậy đó, mình đánh cho đúng, mình đánh nửa đường rồi mình buông súng là không có nhiệm vụ cũng bị phạt đó, con cả sư phụ làm sai cũng bị phạt, chứ không có hàng đệ tử ở đó mà nghi ngại. Yêu kinh trước mắt đường tăng ha, thế giới con nói giỏi quá, con lo con không xong ha. Con xuống địa ngục bây giờ đó con. Khi cái tâm mà khởi mà không bất kính với thầy mình rồi là đã tự mình mất cái duyên rồi, con có hiểu không? Thiệt như vậy. Cho nên đó là tại sao đệ tử của sư phụ đã biết chuyện này đã xảy ra cách đây một năm rồi, thù canh tới ngày tới giờ để mà chỉnh lý, chứ không phải thù không biết. Thù tiên di cả thế giới, nội bộ mình sao không biết con. Thù chỉ không có dám lộ sớm. Lộ sớm là đâu còn gọi là sàng lọc, nhưng mà bây giờ qua cuộc sàng lọc rồi, thù có một cái danh sách rồi. Thù có một cái danh sách rồi, những đứa nào lọt sàng lọc kỳ này rồi. Cho nên mình mới có những cái program mới là vậy đó. Đừng có tưởng mấy con là khôn quá. Còn những đứa bị hàm oan, còn những đứa mà lộng quyền, những đứa gì đó đều có cái danh sách hết. Phong thần thiệt á. Phong thần hay là bị trừng trị. Thì phò thiên tử không phải dễ. Một là chúng ta đặt hết cái gián bài ra o ao phải không? Chúng là chúng lớn, thua là chúng ta thua lớn. Nó y như vậy thôi, chả có khác gì hết. Kỳ nhì tái diễn phong vân, khác xa binh lực phong thần đã qua, gọi là thế chiến màn ba. Từ đầu tới ngày hôm nay, sau 5-6 năm sư phụ ra đời để độ chúng sanh, lệnh của thiên đình, lệnh của hội đồng chư Phật, lệnh của Phật Thích Ca, lệnh của Phật Di Lặc, và người mà kèm sát sư phụ dạy dỗ sư phụ đó là đức thầy của sư phụ, là Đức Huỳnh Phú Sổ, thường xuyên dạy sư phụ. Tại vì mấy vị Phật cao á không có tới gần được, cũng dạy nhắc nhở. Mà Thượng Tế Công hay là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng dạy, nhưng mà dạy chút chút ít ít khi sư phụ cần hỏi cái gì. Còn người dạy nhiều nhất vẫn là Đức Huỳnh Phú Sổ, một vị cổ Phật. Thì từ ngày đó tới ngày hôm nay, sư phụ đã ra đời 5-6 năm, làm biết bao nhiêu chuyện để độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thời nay á không phải dễ độ, rất là khó độ. Rồi con phải có một cái tấm từ bi, đại đại từ bi đại lượng, con mới chấp nhận những cái chuyện mà xỉa xói. Và con cũng phải nhiều lúc á phải khóc vì đệ tử mình, vì nó không hiểu mình. Rồi cũng có những lúc sư phụ phải trừng trị thẳng tay để cho những đứa đệ tử này nó mau quay đầu trở lại. Cánh cửa Thiên Long Sơn vẫn rộng mở, bàn tay sư phụ vẫn ôm tất cả. Nếu mà từ đây cho tới ngày sau này, sau này nó cũng như mình nói dễ thích dễ hiểu, cũng giống như là bài toán đố ấy. Thù đưa cái đáp số, không chịu lấy đáp số đúng, lấy đáp số sai. Bây giờ thù cho 7 con số để mà trúng, mua trúng, không mua mà đợi tới số sổ rồi thì mua, thì còn gì để nói nữa. Nó khó lắm, con hiểu không? Rất là khó. Mà khi mà luật của 12 giới thiên tâm của mình á, khi khởi tâm khởi ý rồi á, là tự mình khởi rồi, là mình đã chứng minh cái tài của mình đến ở cái level nào rồi. Cái lòng trung thành thụ thường dạy mấy con là gì? Bền gan bền trí đó. Nhớ cách có đứa nào bỏ lên mấy clip mà hồi dí cha đó, từ lúc những cái dí cha đó, trước dí cha mấy clip thụ cũng thường nói xiên nó xéo hay là nhắc nhở về cái chuyện sàng lọc của mình hôm nay nè. Ở ngoài kia trên trời cũng đang sàng lọc, thế giới cũng đang sàng lọc để mà đi tới chiến tranh Biển Đông ngày hôm nay. Chúng ta cũng phải vậy thôi, cả sư phụ cũng đang sàng lọc, cũng bị thử thách, các con cũng đều bị thử thách.
nếu mà sẽ vượt qua hết cái hộ khẩn hết. Bữa ngày bữa tuần rồi á, mà cha về á, cha mặc áo lông bào xanh, cha có nói dặn tất cả đệ tử, lần nào cha cũng thương đệ tử, kêu con phải nói hết đệ tử, con phải giữ lòng tin với con, giữ lòng tin với cha. Trên đời này mình chỉ có tò thờ cha thôi, mình không có thờ nhị thần nha. Mình chỉ có một pháp môn thôi, đó là cuốn kinh Thiền Tâm và cách phụ dạy cái ngồi thiền thôi. Còn ai mong cầu chuyện gì khác sẽ đi lạc đường á. Anh Bắc, ảnh có tâm từ bi, ảnh có thần thông. Tại vì cái thế giới này nó ma quỷ ghê hồn lắm, phải cần có một người gọi là vua trị ma thì ổng, nhưng mà ổng có tâm từ bi thì ổng trị nó, thì mấy con mới yên bình, cái núi mình mới yên bình, sư phụ mới lập được cái đạo. Ổng có đại công á, sư phụ đâu nói gì đâu, nhưng mà mấy con có làm được mà ăn chay ném mật như kiểu ổng không? Chạy chiếc xe cà cùi gần cả đời á, không có muốn xài tiền, ăn cái gì cũng không thèm ăn nữa, rồi mặc đồ cũng không thèm mặc, lè phè nhỏ. Mấy con làm được vậy không? Nếu làm được thì học và đi xuống bắt ma đi con, còn làm không được thì theo sư phụ, chỉ sống một cách bình thường, pháp thế gian không rồi xuất thế gian, có hiểu chưa? Cho nên cái những đứa vẫn mong cầu những tham á, thì như vậy từ nay sư phụ nói anh Bác có quyền dạy cho tụi đó, nhưng đừng có mang họ thiên, đừng có mà dính líu tới Thiên Long Sơn. Tại vì trong nhân loại sau này, sư đời sư phụ là cuốn kinh sống, Thiên Long Sơn là cuốn kinh, nó sẽ không có thể hai pháp môn, nó cùng một pháp môn nhưng mà nó khác. Một cái sư phụ dạy là general, tổng thể cho toàn cõi nhân loại, còn cái kia là sơn Bible. Sư phụ không biết giải thích làm sao nữa, sư phụ no doubt, sư phụ với anh Bác đâu có gì đâu. Rồi những cái đệ tử nào mà đã không có nghe lời sư phụ rồi, nó sẽ sao lãng của kinh, sẽ sao lãng núi Thiên Long Sơn, sẽ sao lãng cha mẹ. Sư phụ đã từng gặp rất là nhiều đứa đệ tử đã bị như vậy rồi, con hiểu không? Cứ nghĩ cái đó là cao siêu hơn, chạy đi con. Cho nên hôm nay sư phụ phải nói lời thử thật, đứa nào mà ăn chay mà ném đất rồi lè phè như ổng á, chạy chiếc xe cà cùi á, mấy con làm được không? Sư phụ dạy mấy con sống bình thường mà, con hiểu không? Rồi ăn chay trường đi, sư phụ chỉ là tam tịnh nhục thôi, sư phụ không tu học, sư phụ không có bằng ảnh, nhưng mà cái tâm của sư phụ bao la, sư phụ dạy chung chung. Còn có những đứa đệ tử tu thì chưa tới mà bè không à, bè lên Thiên Long Sơn cho đồng, sư phụ nhìn hết hào quang không có, cuốn kinh mẹ ngồi thiền cũng không có, thì sư phụ mới lơ lơ là những đứa đó, giống như Quân hay là mấy đứa sư phụ thấy á, Dũng rồi đó, từ từ á cũng sao lãng. Mấy đứa này nó sẽ lạc lõng trong cái cõi ta bà này còn nhiều dòng lắm. Hôm nay không nắm cơ hội thì thời kỳ chót không nắm cơ hội, mấy con sẽ không còn cơ hội đó, không còn cơ hội nữa. Thế gian này chỉ có một thiên tử, một người lập đạo duy nhất, không theo không học. Thà thí dụ như học mà học cho giỏi nha, mà phải làm đúng như anh Bác á, thì sư phụ rất là hoan nghênh, sư phụ trao bằng thưởng á, nhưng mà là không có được. Rồi cái tâm á từ bi không có nghe, học bắt ma thì cũng học chưa xong nghe mà biết chấp chấp. Rồi sau này hậu thế của con cái những đứa họ Thiên á sẽ bị những đứa con của họ Thiên mà hôm nay mấy cái đó đó làm hại đó, con có biết không? Chứ phải nhìn xa cả ngàn năm sau mà không có thể chấp nhận được, con có hiểu ý gì không? Giống như đám con Sương hay là con của thầy Trang hay là con của Thu Ba hay một đám nó học, nhưng mà nó không có tâm từ bi. Con nghĩ nó có từ bi giống như kiểu ông Bác không? Ông Bác không tiền không bạc, ông đi bắt ma ông đâu có ăn tiền không bạc gì đâu, mà mấy thằng này làm được không? Nó làm không được nó sẽ làm gì? Rồi nó mang hội thiên nữa nó sẽ làm gì? Có nhiều đó thôi. Sư thử một cái bài học rất là đơn giản thôi mà cả đám bị lọt hết, một trăm mấy chục đứa bị lọt á, ở trên rất là nhức đầu á. Dạ cả năm nay con biết, nhưng mà con chỉ coi cái đệ tử con á nó giỏi kiểu nào, hậu thế nó sẽ có. Thời xưa cũng vậy,
trong trong cái chánh có cái tà, trong tà có chánh. Người làm không cần biết người đó tu theo tà hay tu theo chánh, mà hành động chánh tức là chánh. Nếu anh ba anh hành động chánh thì anh là chánh, anh là chánh. Hiện giờ anh đâu có ăn tiền bạc ai đâu. Nhưng mà những cái thằng nhóc này á, nó sẽ như thế nào? Nó cũng học y nghề như ổng. Vừa ra nó con có guarantee là nó sẽ hành động chánh không? Nó có ăn chay trường như kiểu ổng, nó chạy xe cùi cùi 200-300 ai cho, chạy giống xe ổng đang chạy của ông Hải cho đó. Con nghĩ nó có làm được không? Hoặc là nó ham mặt xe đi cái là ai đưa nó ăn chút tiền rồi nó đi trưởng kẻ thù của người ta, cái người ta kẹt thì sao? Nguy hiểm lắm. Không, sư phụ chỉ nói vậy thôi. Còn về phần tâm linh, sư phụ bất tài, sư phụ không có gì giỏi như anh Bắc. Sư phụ chỉ có tâm từ bi dạy các con đi theo cha, theo mẹ, đọc kinh Thiên Tâm. Đứa nào mà đọc, học cái đó rồi, con nỉ, không bao giờ chịu lên núi, cũng không bao giờ đọc kinh Thiên Tâm. Sư phụ bị cũng nhiều đứa lắm. Thấy anh Kim Anh nó giờ tới giờ với cái đám mấy xưa mười mấy đứa cũ, chú cũng chả thèm nói. Nhưng mà đến lúc thì cần phải chỉnh đốn, ai muốn làm gì làm, Mỹ này tự do, mang mà họ Thiên, mang Thiên Long Sơn, mang con của ông Sương, mang tiếng là đại tử sư phụ mà đi làm vậy. Rồi ra đó mai mốt cái nó còn hơn là cậu Chính hay là hơn là thầy Roma nữa, thì lúc đó có phải là sư phụ là tà không? Thiên tử tà hay là thiên tử con của thượng đế này, ai với đạo Phật? Sư phụ cũng phê sanh cả năm mà sư phụ đâu có nói. Hôm nay chuyện nó tới nước thì ai đưa tới thì mình đẩy mình nói thôi, chứ sư phụ cũng không có ý gì chứ. Ai muốn làm thì làm. Thật sự kỳ này á là do họ kết bè nhau rồi làm này làm kia rồi kèm chế, thì sư phụ mới lên tiếng nói. Chuyện có nó không, không nói có. Hôm nay ngày cuối cùng chỉnh đốn, sư phụ là lo thiên việc thôi, sắp sửa về Việt Nam gặp Đức Thầy. Tôi không có muốn chuyện nội bộ mình xáo động. Clip này hôm nay nói ra những cái chuyện như vậy, đứa nào quay đầu thì quay lại thứ khác. Sư phụ với anh Bắc vẫn là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Còn mấy đứa đệ tử á, mà đứa nào á, mà vẫn tiếp tục mà không hiểu những lời nãy nói là rõ rồi phải không? Sư phụ không có lo phần anh Bắc, sư phụ chỉ lo cái phần hậu thế của con của ông Sương, con của Thu Ba, con của ông Thì Trang học mấy cái đó đó. Rồi sau này á, con của sư phụ lớn lên như thế nào, nó tiếp quản Thiên Long Sơn, con của mấy đứa con cả chục đứa ngồi đây nó như thế nào, nó bị mấy đứa nó làm cái gì, nó phải biết tu. Nhưng Bắc đây sư phụ mới comfortable, ổng đâu khẽ vậy đâu, tèn 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 tèn, bữa đói bữa no ăn. Đây ổng là người tu, ổng không có ấy. Còn mấy thằng nhóc này nó có tu không? Sư phụ cũng chưa biết nó sực cái gì nữa đó. Sư phụ thì không có tu giỏi, sư phụ chỉ là tam tịnh nhục, thì cũng nửa đời nửa đạo, phải sứ mệnh nó vậy. Nhưng mà chỉ dạy mấy con là sư phụ không có khả năng dạy mấy con đi bắt ma nha. Mà biết cũng không có dạy nữa, sư phụ chỉ có thể trị được, trị bệnh được. Sư phụ có thể đưa mấy con về trời được. Và đồng thời đứa nào mà nghịch ngợm sư phụ có thể đưa đi đầu cũng được. Không dám nói nhiều. Viết cái tên xuống đất thì vừa đặt chân ba cái thôi, là đưa tới đâu rồi đưa luôn. Nhưng mà không bao giờ làm bất cứ đứa đệ tử nào thường nó không hết, vì em chưa có hiểu tới.